để chuẩn bị tham dự Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ 10 khu vực 5 năm 2024 do tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức. Thời điểm này, vận động viên của Bến Tre đang tích cực tập luyện, nâng cao thể lực, chiến thuật, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ 10 khu vực 5 năm 2024 diễn ra tại tỉnh Bến Tre từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 6, có 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia. Đoàn Bến Tre có 257 vận động viên là học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và hệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Các vận động viên sẽ thi đấu 11 môn gồm điền kinh, bơi lội, bóng bàn, đá cầu, đẩy gậy, kéo co, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, thể dục aerobic, bóng đá. Sau khi hoàn thành chương trình học kỳ 2 năm học 2023-2024, các vận động viên đã tập trung về trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh để tập làm quen sân các môn như bơi lội, đá cầu, bóng đá. Không khí tập luyện diễn ra sôi nổi, hào hứng. Dạ, đây là lần đầu tiên em tham gia hội khỏe phù đổng cấp quốc gia. Em thấy rất là vui và vinh hạnh khi mà được có tên trong danh sách của tỉnh Bến Tre để tham gia môn đá cầu. Ra ngoài thể lực thì em còn tập trung cho những cái kỹ thuật ở bên chuyên môn của em, là những đó là những điểm mạnh của môn em. Tụi em đã tập luyện rất là nhiều trong thời gian này. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em sẽ bỏ công tập luyện ra và em sẽ đạt được những thành tích mà em đáng để có. Thời gian tập luyện hàng ngày của em bỏ ra một ngày 5 tiếng để tập luyện chạy bộ, sáng chạy bộ và khởi động bóng để cảm giác bóng thật tốt. Em muốn hội khỏe phù đổng năm nay là em muốn được các câu lạc bộ bắt lên để thi đấu chuyên nghiệp. Hội khỏe phù đổng là sân chơi thể thao lớn dành cho học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, hướng tới thực hiện nhiều mục tiêu có ý nghĩa thiết thực, trong đó cốt lõi là nâng cao sức khỏe để học tập tốt. Bên cạnh đó còn là dịp phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh để bồi dưỡng, đào tạo tài năng thể thao cho tỉnh và quốc gia. Nhiều thầy giáo là huấn luyện viên cho biết, thời gian thầy và trò tập luyện mỗi tuần gồm 7 ngày, buổi sáng từ 8 giờ đến 10 giờ và buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ, làm quen sân, luyện kỹ thuật, vận động sức khỏe. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng thầy và trò vẫn hết sức cố gắng và quyết tâm. Trước đây khoảng năm 2023, thì Sở Dục Đào tạo Bến Tre có thành lập các lớp năng khiếu từ thể thao trường học và tạo được 2 lớp đá cầu ở Dòng Trơm và Chợ Lách. Thì đây là cái lực lượng nồng cốt để tuyển chọn để tham dự hội khỏe phù đổng toàn quốc khu vực 5 tại Bến Tre. Thì qua quá trình tuyển chọn và kết hợp với việc tổ chức hội khỏe phù đổng các cấp, thì hiện nay chúng tôi đã tuyển ra được 20 em, 10 em tiểu học, 10 em trung học cơ sở, kết hợp cùng 3 huấn luyện viên trong ban huấn luyện. Chúng tôi đang ở tư thế sẵn sàng để tham dự hội khỏe phù đổng toàn quốc khu vực 5 ở Bến Tre. Đây là lần đầu tiên Bến Tre đăng cai môn bóng đá 11 người, thì cũng được sơ tuyển ở cấp cơ sở lên. Thì các em cũng đang sẵn sàng là tâm thế để cố gắng hết sức mình để thi đấu, tại vì lần này mình là đội chủ nhà đăng cai. Thì các em, mình cũng có nói với các em vận động viên là cố gắng, thứ nhất là giữ gìn sức khỏe, thứ hai là tập trung chuyên môn để thi đấu hết sức mình cho quê hương. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre phối hợp cùng các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Y tế, Công an tỉnh và tỉnh đoàn tập trung rà soát lại cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu, lên danh sách trọng tài điều khiển các môn, lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm cho vận động viên và phụ huynh học sinh.